Đây là neighborhood của Song Phạm, khu mà Song Phạm ở, đang đi bộ ở chung quanh khu vực nhà mà Song Phạm ở, cho thấy là tất cả đều bình yên, không có gì là đây là những quãng đường mỗi ngày Song Phạm đi bộ. Đây là những đoạn đường mỗi ngày Song Phạm đi bộ qua khu vực xung quanh nhà, rất là bình yên. Hello anh Cầm Nguyễn, đang đi bộ ở khu vực xung quanh nhà, chỗ mà mình thường ngày đi bộ đó anh. Đây là khu vực ở khu khu vực nhà đi bộ. Vắng giờ này chắc tụi nó hãy còn đi làm chưa về. Lâu lâu có thấy xe tụi nó về thôi, có xe mà tụi đi cắt cỏ tới thôi. Anh Cầm không có vô được hả? Tôi mới invite anh vào mà anh không có vô được hả anh Cầm? Anh Cầm. Mời anh vô mà vô không được hả? Anh mời anh vào vào trong livestream đó, không thấy anh vô, anh không bấm vô cái nút livestream. Tôi add anh vô đó, anh có vô được không? Vô được Hello, rồi, được rồi, được rồi, ok. được chưa? Rồi được rồi. Đó, đó, bây giờ tôi đang đi bộ exercise, khu vực xung quanh nhà đó. Thì nói chung là vừa bệnh dịch mà là vừa ấy thì thấy đường xá bên anh cũng vậy. Nó Vắng vắng vẻ. te, Vắng vẻ nó ở đâu vậy vắng, thôi. Ừ. khu vực này thì ok. Bên anh cũng vậy. Bên anh cũng vậy hả? Cũng vậy thôi, Ừ. bên anh thì nó còn thê thảm hơn nữa. Vậy hả? Lý do là Cái mấy bên vụ này thằng 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 Floyd, bây giờ cái thằng mà nó bắn Floyd bị kết án rồi đó. rồi 40 năm Trời dữ vậy. thì phải vậy thôi, đáng lẽ phải tử hình mới được. Tử hình Không là có gì? Tử đâu, thần tử lộc, hình tử á, hình hình như luật tử hình nó bỏ rồi anh. nó bỏ rồi thì bỏ cho Nó bỏ ra vậy rồi, cũng thành được ra nhưng không mà có cái chuyện luật tử hình nữa.
cái đó giống như một hình thức răn đe để cho những người khác, những người cảnh sát khác họ đương tay chút, để họ làm quá cái mức độ, quá mức độ cần thiết cho phép, hiểu không? Có phải là cái Nhưng chuyện mà không đáng gì cả, không đáng gì cả ok, đã. khu 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 vực của anh ngày gần đến ngày 30 tháng 4 có gì lạ không? Chỗ anh im lìm bởi vì nó cũng ảnh hưởng gì, ví dụ thứ nhất là Covid, nhưng mà có Covid thì không có nói. Mấy năm trước thì cũng không có tổ chức con mẹ gì hết trơn, tụi ban tiểu ban anh thì cái số lượng người Việt nó cũng ít nè, rồi 30 tháng 4 nó cũng không có làm gì cả mọi năm, mà huống chi bữa nay thì coi như thứ nhất là Covid, thứ hai là cái cộng đồng người Việt mình bây giờ bị trụ cờ vàng mà vô vô trong cái tòa nhà quốc hội đó, rồi ta rồi nó cũng ảnh hưởng rất là lớn, nó viện cớ cái đó, nó viện cớ ví dụ Covid nó không làm, thực chất đó là sợ thấy mẹ thằng vậy, nó sợ đưa bỏ là 30 trương cờ vàng lên, trương cờ vàng lên thì đụng má bullet nó quơ liền, rồi cho nên rồi nó luyện cớ thôi, nhưng thực chất nó là chối tội thôi, nó bên càng càng bên Cali thì ông Cường cũng nói là nhân cơ hội Covid thành ra tụi nó không có tổ chức rầm rang nữa. dù nó xạo đó là nó ngụy biện đó. Không phải bây giờ cái số lượng người không cần chú ý đến cái chuyện Đúng rồi, đâu quốc ai hận ngày 30 tháng 4 nữa, thành ra nó bắt đầu yếu xìu xìu á. thì đúng rồi, bây giờ ai mà nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Khổ cái bây giờ cái nuôi dưỡng thôi, bao nhiêu nó có một số thành phần mà kiếm cơm nè, rõ ràng điều đó mình hiểu mà, nhưng mà có điều bây giờ càng ngày nó nhạt đi, càng ngày nó còn nhạt đi, bởi vì các ông bạn nhà ta cùng đi với tao thì gần đi mẹ nó hết ráo rồi, rồi cái thằng gì đây xuất đây đây là khu vực xâm phạm đi bộ mỗi ngày ở chung quanh nhà thể thao, mà theo tôi biết đó, thì là ở phố Bô Sa thì thấy là tôi đất tụi nó đang kêu gọi đóng đi gọi tiền để treo nữa cờ. thấy Tôi biết chưa, treo cờ tốn nhiều tiền lắm anh, đúng nếu rồi. mà anh mà đòi treo cờ 3 ngày ở con đường phố Bô Sa đó, anh phải đặt cọc một số tiền cũng lớn, khoảng 50.000 đô la đó anh. Nhưng mà bây giờ người ta đâu có ngu gì ta bỏ tiền ra cái chuyện không dính dáng tới họ nữa mà bị liên lụy nữa. Đúng, thành thực ra bây giờ nó gọi là cờ tàn rồi, Đúng rồi, rồi với cờ lại tàn rồi. phần mà cái bản án mà ta mới post lên Hoàng Duy Hùng, nó mới nói cái bản án mà có một thằng là nó đã thú nhận là nó nhận tội, và cái vụ cờ vàng ở trong cái tòa nhà quốc hội đó nó đã thú nhận rồi. Thì cái chuyện đó nó làm cho con người ta bị cái lá cờ đó đối với mình, thì bây giờ người Mỹ là họ lên án và họ ghét lây vô những cái người Việt luôn, chứ không phải riêng người dân ta không biết người bạn Cái rồi đó. tai họa đó đó, khi mà học sinh nó bắt đầu nó trở lại tháng 7 này, là đầu tháng 8 nó trở lại trường học đó, trường trung học, tiểu học và đại học, ở những cái trường mà có nhiều khu vực da vàng da trắng lẫn lộn, nếu mà có xảy ra những cái chuyện kỳ thị đó đó, nó ảnh hưởng những đứa trẻ. Thành thử ông Obama ông đã cố gắng tuyên bố là không được kỳ thị đối với người Á Châu, phải chấm dứt, và ông sử dụng cái cảnh sát liên bang nhưng cũng như tòa án để phạt nặng những người nào mà kỳ thị đối với người Á Châu. Và cái đó là một cái điều Rất từ là xưa hay. đến nay chưa có. Tổng thống Trump không có tuyên bố cái chuyện đó, mà chỉ có ông Biden tuyên bố cái chuyện đó. Tức là dầu gì ông cũng muốn bảo vệ cái sự an toàn cho người Á Châu. Nói gì thì nói, thì mình thấy công việc của mấy tháng mới nhậm chức được mấy tháng, nhưng mà ông tổng thống Joe Biden là ông làm được rất là nhiều việc có ích. Thứ Làm nhất là về bắt vaccine, bắt rồi xin đúng bắt rồi, rồi vấn đề cứu trợ, vấn đề kích thích kinh tế, rồi đủ rồi. Nhưng mà bây giờ nó vẫn có những người cuồng Trung rất ư là quái đản, ta không hiểu nổi. Có chuyện là vaccine bây giờ là tất cả những người lớn đều được quyền đi đến những nơi y tế để chích vaccine từ những Đúng rồi, nơi bà xã anh mới chích cách đây mấy bữa này, bên về nó hành quá nên bà anh thì chích rồi, nhưng mà bà mới chích mấy hai bà mấy bữa chích nay, loại nào, bà loại thuốc loại nào anh? loại hai loại 28 ngày đó tái chích đó. Loại 28 ngày là của Pfizer hả? Ok, Còn thì Johnson Johnson thì cái đó tương đối nó nhẹ chứ nó không có nặng, ít người nào bị side effect lắm. Một cái mà tôi đã lo nhất là khi tháng 8 này, khi mà sinh viên cũng như học sinh trung học, tiểu học nó trở lại trường học, nó bắt đầu
nó vào lớp học á, thì cái hiện tượng mà kỳ thị người da vàng mà nó có đó, nó sẽ very, nó sẽ rất là nguy hiểm cho những đứa trẻ, và có thể tạo thành những cái khủng hoảng cho những đứa bé mà bị kỳ thị. Đó đúng là rồi. Những cái điều mà những anh chàng ở phố Bosa gieo ra cái mầm mống chống lại những người những quốc gia Á Châu họp lại sống ở Hoa Kỳ chống kỳ thị, thì người như anh em Bosa lại đứng riêng một mình không có hợp tác. Cái đó là cái sai lầm. Đúng rồi, nhưng mà nó có một cái mình mới hiểu được một cái, mình rất bực bực ở chỗ là những người anh em của mình là họ không hiểu được họ đứng trên ở đất nước này mà họ đứng ở đâu, trong cái vị trí nào của người với người Mỹ, họ sai lầm cái điều đó. Mà anh phải hiểu là ngay cả người Mỹ trắng họ cũng đi đứng biểu tình ủng hộ những người da vàng là chống lại kỳ thị, họ cũng hòa đồng. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ có những anh em ở Bosa là không thích hòa đồng với những người Á Châu, họ đứng riêng biệt và họ nói là họ không có kỳ thị ở nơi họ, nhưng mà sự thực nó kỳ thị nó xảy ra, nó trở thành nghiêm trọng. Khổ, họ giống như kiểu họ làm rồi họ đổ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm. Nói một cách khác nữa là cái chuyện này nó xảy ra cũng một phần do họ nữa, có nghĩa là họ mang nghiệp, họ quá chiêu đến mức độ là tất cả nhiều trên nước Mỹ là rất là nhiều cộng đồng, đâu phải riêng viên cộng đồng Việt Nam cũng đâu, nhưng mà cái việc mà tấn công của tòa nhà Quốc hội không có một dân tộc nào cả, mà chỉ có mấy anh bên xa thôi. Mà cái thứ hai nữa là có ở Liên Hiệp Quốc đã có tất cả các vị đại sứ Á Châu họ cùng ký vào bản xin yêu cầu giữ an ninh và chống kỳ thị đối với người Á Châu, họ đều ký vào trong đó. Trong khi đó thì mấy anh ở Bosa lại nói là không có kỳ thị ở khu mấy anh Bosa ở. Mà nó có một cái gì này, nó là cái sự việc nó xảy ra trước mắt mà mấy anh nhắm mắt làm ngơ. Có một ông trung tá mà về hưu rồi, hôm nay mấy 80 đó, bị đánh sẵn có mũi ở Bosa đó, mà ông cũng tỉnh bơ, ông mệt quá thì khi tâm không muốn nói, bởi vì họ khác thường, họ khác người quá. Cái hậu quả mà chưa thể lường được, nếu mà học sinh trở lại trường đi học, nó sẽ tạo thành một cái lo ngại cho tất cả những bố mẹ của những đúng gia rồi, đình mà rồi, có con đi rồi, học, có con đi học, họ rất là sợ. Rất là sợ, là bởi vì ở đây nó không phải như ở Việt Nam. Ở đây mà khi mà nó kỳ thị đến mức độ mà cao trào, học sinh mà nhớ, nó có thể nó xách xuống vô trường, nó xả mà thấy rất là nhiều lần. Đúng, đúng, thành ra chính vì cái chỗ đó cho nên rất là nguy hiểm. Nó thẳng là rất là nguy hiểm. Nhưng mà hầu như mấy cái ao đầu, mấy ông này hầu như bị đông đặc rồi. Họ là chỉ tàu hũ với lại nước dừa thôi. Họ không nghĩ sâu được. Họ hầu như họ vô cảm đối với rõ ràng, sự bất rồi, mát nói của đồng bào vô cảm. Ở Á Châu khi mà những gia đình nó bị, đây là nhà của tôi đây này ông, nhà của Song Phạm đây nè. Đây đó, năm nay tôi có cái xe, cái hoa đào nè, hoa đào giờ này hãy còn nở hoa này anh. Hoa đào này ở Việt Nam đó nha. Lấy giống ở đâu vậy? Bố tôi đi mua ở cái chợ Việt Nam cách đây 3-4 năm. Mua cũng mắc lắm. Mà nó có. Đó là nhà đây nè. Đó, đi bộ một vòng ngày nào tụi tôi cũng chịu khó đi bộ. Exercise. Đúng rồi. Có hai xe mới. Thì đại khái là khu tôi thì tương đối nó cũng bình yên, nó không có nỗi tệ. Hôm nay là ngày vứt rác thôi, ngày mai nó bắt đầu nó đem xe rác vào nó để lại. Cái gì nó... ta mới nghe đứa mấy đứa nào nó nói cái gì hôm nay ngày đặc biệt lắm, là ngày 10 tây tháng 3. Sao anh? Tức nghĩa là ngày gì? Ngày 10 tây tháng 4 chứ, ngày gì ta? Tao quên bà biết, mất. Tôi không nhớ luôn. Có xe ven này tờ hôm nay à. Hôm nay tôi đi tới nhà Lâm Phú Châu, tôi lấy xe ven để chở anh em xuống xuống bản Lâm Phú Châu đó. Ok, bây giờ tôi bay nha anh.
Rồi, đến nhà rồi, tao giờ bay. Rồi. Ok, bye.